Đi gì mà đi lâu dữ vậy trời? Tự nhiên sao giờ mình cảm thấy mình ân hận quá ta? Sao lúc đó tiện cho Nghĩa đưa bà Hai đi làm chi vậy? Lỡ đưa đi đâu bậy bạ là chết tôi luôn á. Thiệt. Lo lắng quá. Công trao thân làm tướng cướp nữa chị Hai ơi. Chết em cực quá. Sao ngồi nói chuyện mình vậy? Bà đâu nói chuyện mình. Thấy nói chuyện là mẹ mình rõ ràng. Bà đang nói chuyện về má Hai. Ủa má Hai đâu? Đi rồi. Đi đâu? Đi khám bệnh. Má đi khám bệnh hả? Ừ. Sao ba không gọi con dậy đi con chở má Hai đi? Bà có nói là để thằng Phong nó chở đi. Mà má Hai thương con, má Hai nói là thấy thằng Phong nó làm việc nguyên đêm hôm qua nó không có ngủ. Thôi cho nó ngủ chút xíu nó đi rồi để má Hai tự đi. Trời ơi, làm việc khuya, lúc nào con chả làm việc khuya, gọi con thì con dậy chứ có gì đâu. Nhưng mà con cũng phải coi lại coi. Làm cái gì mà làm việc khuya hoài vậy? Thức khuya nhiều á, dễ xảy ra nhiều bệnh lắm. Lao lực, lao phổi, lao tâm nè, nhiều khi đột quỵ nữa đó. Gì mà thấy ghê vậy ba? Nhưng mà con cũng đừng lo lắng. Có người đưa má Hai đi. Ai? Người xưa. Là ai? Ông Nghĩa á. Chú Nghĩa hả? Ừ, ổng nói là ổng có cái người bạn nào làm bên cái phòng đông y, tây y, cái phòng khám gì đó. Rồi bà thấy cũng ok, cũng được, thôi cho đưa đi. Mà giờ ân hận quá con, sợ mất công có chuyện gì xảy ra nữa. Thôi thôi, về tới là hên quá. Hú hồn về rồi kìa. Vô đây chị. Má ơi. Chú. Sao rồi, sao rồi? Ờ, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bệnh cũ cứ tái đi tái lại vậy thôi. Ừ. Rồi cái tay nhấc lên nhẹ không? Có bấm huyệt rồi cho thuốc men vũ không? Thì bây giờ cho thuốc về uống thì nó cũng sẽ đỡ, rồi một lúc nào đó nó cũng lại bị lại vậy đó. Ừ. Rồi không về hả? Hay sao? Ngồi đây hả? Chơi hả? À, Út đi đi vô phụ chị cái này giúp xíu. À, ông ngồi chơi ha. Ừ. Được rồi, cảm ơn ông. Tiếp khách con. Dạ. Con yên tâm đi. Chú sẽ không để xảy ra chuyện giống như lần trước đâu. Con cũng mong là vậy. À Phong nè, có chuyện này chú muốn nhờ con. Chú không tới đây thường xuyên, cho nên chú nhờ con chăm sóc Hoài Hân giùm chú. Hoài Hân là con gái, đi tới đi lui một mình chú sợ nguy hiểm. Chuyện đó chú không nhờ con cũng làm. Chú yên tâm đi. Chú cảm ơn con nha. Chú đi về. Dạ. Công nhận chén chè bổ béo thiệt chứ. Sao? Ăn chưa phó giám đốc? Sao là sao? Ăn là ăn gì? Chén chè bé tí nấu. Chị thấy trên bàn còn chén chè không? Dễ gì chưa? Vậy hay sao? Thì thấy chè chứ thấy sao? Ăn chè mà thấy sao? Ngon. Ừ, dạ. Cái thằng này sao em không có thông minh giống chị xíu nào hết trơn vậy? Bé tí là nó nấu cho một mình em ăn thôi đó, chứ không phải là nấu cho mọi người đâu. Nấu cho một mình em ăn mà không phải nấu cho mọi người. Vậy mà tất cả mọi người trong công ty đều đặng ké. Vậy mọi người phải cảm ơn em chứ, đúng không? Trời ơi.
Mày lại ngu nữa rồi. Trời ơi, bà nội sao tính tôi hoài vậy? Xem không thông minh như chị nữa vậy em. Nó nấu như vậy á là để cho mọi người đừng có chọc thôi. Bây giờ nó nấu cho một mình em ăn, rồi mọi người dị nghị nói nó làm sao? Nó con gái mà. Rồi bây giờ em sao? Có thích nó không? Thích ý chị là sao? Thì thích thì nói, còn không thích thì cũng nói cho người ta biết, để con gái người ta chờ đợi. Ủa này, chuyện tình cảm người ta, chị hỏi thích hay không? Chuyện của em thì liên quan gì đó chị? Ủa sao không liên quan? Bé Tí dù sao nó cũng là người quen của chị mà. Chị hay quá, chị nói em. Chứ chị á, Toàn cũng thích chị từ nhỏ tới lớn đó. Mà chị có thích nó không? Thì cũng vậy chứ gì, thì cũng như em thôi. Đó, người ta cũng có tình cảm với chị có đáp lại đâu, chị có trả lời được đâu. Ê, mà nghĩ cũng ngộ ha. Thằng Toàn hồi nhỏ nó mập địch, u nu u nừng à, lớn lên cao ráo đẹp trai. Còn bé Tí á, hồi nhỏ thì lùng mã tử, vậy mà lớn lên được cái nó cao hơn chị. Trời, cũng thú vị ha. Thú vị, thú vị không? Cái gì? Coi chuyện chị nghe chưa? Toàn khác, Toàn chỉ lên với chị là chỉ là bạn thôi. Em so sánh gì kỳ vậy? Em không thấy khác cái gì hết á. Cả hai cái trường hợp này đều giống nhau. Ê mà tính ra đâu yêu được đâu. Tại vì á, em nghĩ á, em coi vậy với em còn ngây thơ trong sáng lắm. Trời, nghĩ sao em nói ra được câu đó giờ. Em là con nít quỷ. Kìa, quỷ yêu của chị tới kìa. Ô tay. Cái tay đeo đồng hồ đẹp quá ha. Tay đeo đồng hồ được, mà cái tay gõ cửa vô không được hả? Thì tôi tưởng Vũ trong đây có mình. Bây giờ có hai mình rồi đó, tính sao? Chị đang rảnh không? Chiều nay không bận rồi. Chị tối. Tối không? Tối nha, tại vì tính rủ Hân đi ăn, rồi có rủ thêm bé Tí nữa. À, vậy hả? Đi ăn cái món mà hôm bữa Hân thích đi. Hân nói Hân thích ăn lẩu. Nhưng mà lẩu nóng quá cái hết thích rồi. Chị ăn đồ nướng nha. Nướng khét khói Hân cũng thích luôn. Vậy tôi uống cà phê nha. Cà phê Hân đang bị đau họng, chắc là không có đi được đâu. Ủa mà sao Hân không đi được hả? Thật ra mẹ của Hân bị bệnh, cho nên Hân phải về chăm sóc mẹ. Dì hai bị bệnh hả? Rồi có đưa dì đi khám chưa? Mẹ Hân đi khám rồi, bác sĩ nói là không có sao, nhưng mà cũng phải về để coi mẹ như thế nào á. Thôi Hân đi trước nha. Đi nha. Ê hả? Vô phòng của Vũ mà sao rủ Hân không vậy? Đi uống cà phê không? Bận rồi. Đi chăm mẹ của Hân. Đi không? Má hai, đừng có dọn nữa, để đó lát con dọn cho. Thôi để má hai làm. Trời ơi, chị hai. Cái gì nữa? Mới hết bệnh xong rồi mà làm nặng chi vậy? Trời ơi, chị cũng đỡ nhiều rồi, để chị làm. Đỡ thì cũng phải nghỉ ngơi. Ủa đỡ là ỷ y làm ha, lỡ nó bị tê cái tay lại thì xong luôn á. Chị nghĩ là mình phải làm thì cái tay mình nó mới khỏe lại được. Chứ cứ đơ vậy hoài là nó còn bệnh thành nặng thêm á. Chị sợ nó bị teo hay gì. Ờ thôi được rồi, em muốn làm em làm đi. Thiệt tình. Bà nói đúng đó má hai, để bà làm cho. Con đó con đó, con đừng bớt hay, nãy giờ con thấy con đứng vậy con làm đi bày đặt. Hai đứa con lịch chứ. Con làm xong việc con mới làm được chứ. Xong việc má hai làm xong luôn rồi. Ê, hai đứa. Cả nhà mới về. Dạ, thưa mẹ, thưa cậu Út con mới về. Nó nghe nè. Hả? Đói bụng không? Đói muốn xỉu luôn bá. Để bá nấu.
mì cho con ăn. Ủa, đã vậy? Ừ, hôm nay mì ế. Điện bắt con ăn đồ ế là sao? Không có, nhưng nó vẫn ngon tại người ta không ăn nhiều thôi. Hôm sau bá nấu cái gì con cũng ăn hết á. Ừ. Ăn không, ăn không? Ráng ăn đi, nãy giờ ăn 4 tô rồi. Trời. Ủa, sao tới giờ cơm không cho nhỏ ăn cơm mà tự nhiên bắt hủ tiếu là sao? Thì nó ăn hủ tiếu nó khỏi ăn cơm. Đâu có được. Được hết đó. Ê, hôm nay tưởng ế mà nó không ế. Dạ. Ê, nó nghe nè, đói bụng không, đói bụng không? Dạ. Nấu hủ tiếu cho ăn nha. Hôm nay hủ tiếu ế. Nói chuyện chơi đi. Dạ, con chào cả nhà. Dì Hai. Nay con qua đây con có nghe Hoài Hân nói là dì Hai đang bệnh, nên con mua ít đồ qua con gửi cho dì Hai. Trời ơi, dì bệnh nhẹ thôi à, có gì đâu mà con mua nhiều quà vậy nè. Đâu có nhiều đâu dì Hai. Thôi bây giờ dì Hai nhận này đi cho con vui nha. Ừ, dì Hai cảm ơn con. Dạ. Có quà đây không? Dạ có, ngày mai con đem qua cho cậu Út. Thôi đừng chù, tôi bệnh, tôi không có bệnh. Nè, ăn hủ tiếu giùm em là quà cho em rồi đó nha Út nha. Có khi nào ăn hủ tiếu ế bị quạo không? Trời ơi, chị Hai, chị Hai. Thằng Toàn sao mà nó tặng quà cho chị Hai toàn đồ giá trị không nè. Yến nè, rồi sâm nè, rồi sữa nè. Trời ơi, có gì cá nữa. Ơi trời ơi, rầu quá. Bộ như đây. Ủa, rầu hả? Nè, nói nghe nè. Thì mình già, mình lớn tuổi, mình bệnh, cái gì nó cũng phải lão quá đó. Đừng có rầu. Chị không có rầu gì bệnh, mà rầu gì quà á. Cái gì? Một đống quà vậy chưa đủ giá trị hay sao mà chị còn rầu? Trời ơi, như đây là cái chục triệu rồi đó. Em bớt nói được không? Cứ người ta chưa nói hết rồi cứ nhảy vô không. Một cái tật á, từ nhỏ đến giờ không có bỏ. Thằng Toàn á, nó tặng quà cho mình như vậy á, là tại vì nó có tình cảm với con Hân. Mà không biết á, là con Hân nó có tình cảm với thằng Toàn không. Mình nhận như vậy mai mốt khó ăn khó nói lắm luôn á. Chị nói cũng đúng. Vậy giờ mấy cái quà này mình tính sao? Chị ai biết làm sao đây. Nhận vậy mắc nợ cả đời luôn á. Không biết mình đem trả lại nó có được không ta? Được. Để giải quyết cho. Út, thằng Phong nó làm cái gì vậy? Nó nhanh như một cơn gió, em chưa kịp định hình nó làm gì hết. Gia đình là nhà, là một nơi.